chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Trong 40 ngày tới, bạn sẽ được chứng kiến sự chữa lành không chỉ trong cơ thể, mà còn trong tâm hồn, tinh thần và các mối quan hệ của bạn. Chúa đang mang đến một thời gian đặc biệt, nơi phép lạ sẽ xuất hiện và bạn sẽ cảm nhận rõ sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống mình. Dù bạn đang đối mặt với đau khổ, mất mát hay sự phân rẽ trong các mối quan hệ, Chúa sẽ mang lại sự hòa giải và phục hồi. Hãy mở lòng và đón nhận tình yêu và sự chữa lành từ Chúa, vì Ngài luôn trung thành và không bao giờ bỏ rơi bạn. Con yêu dấu, Cha đến với con hôm nay với một thông điệp sâu sắc. Một phép lạ đang đến, một phép lạ lớn lao và tràn đầy sẽ chạm đến cuộc sống của 40 triệu người, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Đây không phải là một sự kiện thông thường, mà là một sự biểu hiện của quyền năng và tình yêu của Cha, trải dài suốt 40 ngày để đem đến sự thay đổi, chữa lành và khôi phục cho những ai đang mong chờ, đấu tranh hay tìm kiếm sự hiện diện của Cha trong cuộc đời họ. Trong 40 ngày này sẽ không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà sẽ có những dấu chỉ rõ ràng của bàn tay Cha đang làm việc. Cha sẽ làm những điều khiến con ngạc nhiên, an ủi con và lấp đầy trái tim con với sự kỳ diệu. Với nhiều người trong các con, phép lạ sẽ bắt đầu một cách nhẹ nhàng, không cần công bố hào nhoáng, mà là qua sự khuấy động dịu dàng trong tâm hồn con. Con sẽ cảm nhận được hơi thở của hy vọng tràn vào cuộc sống của mình, lấp đầy những khoảng trống đã bỏ trống từ lâu. Nếu con cảm thấy lạc lối, tan vỡ hay bị bỏ rơi, hãy biết rằng phép lạ này là dành cho con. Cha đến để khôi phục những gì đã mất, để chữa lành những gì đã tổn thương, và thổi hơi thở mới vào những nơi trong tâm hồn con đã khô héo. Ngày 15 tháng 11 sẽ là ngọn lửa đầu tiên của phép lạ này được thắp sáng, và từ đó Cha sẽ bắt đầu hành động trong cuộc sống của con theo những cách mà con chưa thể hiểu hết. Nhưng hãy tin tưởng Cha, con yêu dấu, Cha đang hành động ngay lúc này. Cha thấy được những đấu tranh, nỗi đau và hy vọng của con, và Cha đến để đáp lại những tiếng kêu cầu ấy. Trong 40 ngày này, Cha cũng sẽ củng cố đức tin của con. Nhiều người trong các con đã trải qua những nghi ngờ và sợ hãi sâu sắc, nhưng Cha đến để nhắc nhở rằng Cha là đấng trung tín. Cha chưa bao giờ thất bại với con và sẽ không bao giờ. Khi những phép lạ của Cha dần hé mở, đức tin của con sẽ mạnh mẽ hơn, sự tin tưởng vào Cha sẽ sâu sắc hơn, và tình yêu dành cho Cha sẽ trở nên đắm say hơn. Càng thấy bàn tay Cha hành động trong đời sống của con càng nhận ra sự hiện diện của Cha ở bên, hướng dẫn, an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho con tiến bước trong sự tự tin. Đây cũng là thời điểm của sự chữa lành tâm trí, cơ thể, linh hồn và các mối quan hệ của con. Có những vết thương con đã mang theo quá lâu, những vết sẹo do thử thách và phản bội của quá khứ để lại. Nhưng Cha là đấng chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Cha sẽ khôi phục niềm vui cho con và sẽ lau khô mọi giọt nước mắt. Những vết sẹo cảm xúc sâu đậm đã định hình nên con sẽ không còn định nghĩa con nữa. Con là một tạo vật mới trong Cha, và Cha đang mang sự chữa lành đến những nơi đã bị bỏ mặc quá lâu. Trong 40 ngày tới, Cha cũng sẽ đổ tràn tinh thần hiệp nhất và khôi phục trong các mối quan hệ của con. Với những ai đã trải qua xung đột hoặc chia rẽ, Cha sẽ mang lại sự hòa giải.
những vết thương đã cứng lòng sẽ mềm lại, những hiểu lầm sẽ được làm rõ, và những mối quan hệ đã đổ vỡ sẽ được hàn gắn. Đây là thời gian để tha thứ, buông bỏ những tổn thương quá khứ và đón nhận sự chữa lành mà cha đang mang đến. Cha sẽ khôi phục lại tình yêu, sự tin tưởng và sự kết nối đã từng có. Với một số con, điều này có thể là sự trở lại của một người thân yêu, sự tái kết nối của tình bạn đã mất hoặc sự đổi mới của cuộc hôn nhân. Khi những ngày này trôi qua, con sẽ thấy mục đích của con rõ ràng hơn. Nhiều người trong các con đã trải qua sự bất định, nghi ngờ và bối rối. Con đã tự hỏi về mục đích của mình và đã băn khoăn về hướng đi của cuộc đời. Nhưng trong những ngày tới, cha sẽ bắt đầu tiết lộ mục đích của con với sự rõ ràng và chính xác. Con sẽ không còn đi trong sự bất định, mà sẽ bước đi với sự tự tin, biết rằng cha đang dẫn dắt con. Những cánh cửa đã từng khép lại sẽ mở ra, và những cơ hội mới sẽ xuất hiện. Con sẽ bước vào một mùa của sự thỏa mãn, nơi con sẽ thấy kết quả của công việc mình và biết rằng mình đang ở đúng nơi cha muốn con. Hãy nhớ, con yêu dấu, rằng 40 ngày này không chỉ là một thời gian ngắn. Chúng là bước ngoặt, một sự can thiệp thiêng liêng sẽ thiết lập sự thay đổi bền vững trong cuộc đời con. Những phép lạ mà con sẽ trải nghiệm là dấu hiệu của những điều lớn lao hơn nữa. Khi con chứng kiến sự ưu ái và phước lành của cha, khi con thấy quyền năng của cha đang hành động trong đời sống của con, đức tin của con sẽ mạnh mẽ hơn và con sẽ được chuẩn bị cho những điều vĩ đại hơn. Cha đang chuẩn bị cho con một mùa thu hoạch, một mùa của sự dồi dào và sự hoàn tất. Phép lạ này chỉ là khởi đầu của điều gì đó lớn lao. Trong 40 ngày này, hãy giữ vững đức tin, giữ mắt mình tập trung vào cha và tin tưởng vào thời gian của cha. Cha sẽ không bao giờ rời bỏ con và sẽ tuôn đổ thánh thần của cha trên con. Con sẽ thấy những điều kỳ diệu vượt quá mọi điều con từng nghĩ có thể. Con yêu dấu, thời khắc đã đến, những phép lạ đang trên đường đến. Hãy chuẩn bị trái tim con, mở rộng tâm hồn và đón nhận sự sung mãn mà cha sắp ban. Đây là khoảnh khắc của con, 40 ngày này là khởi đầu của một điều tuyệt vời. Đừng sợ hãi vì cha luôn ở bên con, đừng nghi ngờ vì cha là đấng trung tín, và đừng chần chừ vì thời điểm của cha là hoàn hảo. Hãy xem và cảm nhận phép lạ đang diễn ra. Đây chỉ mới là khởi đầu, điều tốt đẹp nhất còn đang chờ phía trước. Hãy hiểu điều này, con yêu quý. Những phép lạ của cha không đến vì con hoàn hảo, mà vì cha trung thành. Niềm tin, sự vâng phục và lòng tin tưởng của con vào những lời hứa của cha đã đặt con ở vị trí để nhận lấy những phước lành bất ngờ. Ta sẽ củng cố đức tin của con. Nhiều người trong các con đã từng trải qua những hoài nghi và sợ hãi sâu sắc, nhưng ta ở đây để nhắc nhở các con rằng ta luôn trung tín. Ta chưa từng bỏ rơi các con và cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Khi phép lạ của ta được thực hiện, đức tin của các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, niềm tin vào ta sẽ sâu sắc hơn, và tình yêu của các con dành cho ta sẽ trở nên nồng nhiệt hơn. Càng nhìn thấy bàn tay ta làm việc trong cuộc sống của mình, các con càng nhận ra sự hiện diện của ta đang hướng dẫn, an ủi và trao quyền cho các con tiến về phía trước với sự tự tin. Đây cũng là thời gian để chữa lành tâm trí, thân xác, linh hồn và các mối quan hệ của các con. Có những vết thương mà các con đã mang theo quá lâu, những vết sẹo được để lại bởi các thử thách và phản bội trong quá khứ. Nhưng ta là đấng chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Ta sẽ phục hồi niềm vui của các con và lau đi mọi giọt lệ. Những vết sẹo cảm xúc sâu sắc đã từng định hình các con sẽ không còn là điều xác định con người các con nữa. Các con là tạo vật mới trong ta, và ta đang mang sự chữa lành đến những nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Dù đó là vết thương của sự phản bội, nỗi đau mất mát, hay những vết sẹo của sự chối bỏ, hãy biết rằng ta đang khôi phục các con. Ta đang mang lại bình an cho tâm trí các con và thay thế nỗi buồn của các con bằng niềm vui. Trong 40 ngày tới, ta
ta cũng sẽ tuôn đổ một tinh thần đoàn kết và phục hồi vào các mối quan hệ của các con. Đối với những ai đã xung đột với người khác hoặc đã trải qua sự chia rẽ và tổn thương, ta đang mang đến sự hòa giải. Những trái tim bị chai sạn sẽ mềm mại, những hiểu lầm sẽ được giải quyết và các mối quan hệ tan vỡ sẽ được hàn gắn. Đây là lúc để tha thứ, buông bỏ những tổn thương quá khứ và đón nhận sự chữa lành mà ta mang lại. Khi ta làm việc trong các mối quan hệ của các con, ta sẽ khôi phục tình yêu, lòng tin và sự kết nối từng tồn tại. Đối với một số người trong các con, điều này có nghĩa là người thân trở lại, một tình bạn được xây dựng lại, hoặc hôn nhân được tái lập. Ta là đấng mang lại bình an cho các gia đình và phục hồi những mối dây yêu thương đã bị đứt gãy. Khi những ngày này trôi qua, các con sẽ bắt đầu thấy sự đồng nhất lớn hơn trong mục đích của mình. Đối với nhiều người trong các con, những năm gần đây đã tràn ngập sự không chắc chắn, nghi ngờ và bối rối. Các con đã tự hỏi về mục đích sống của mình và nghi ngờ hướng đi của mình. Nhưng trong những ngày tới, ta sẽ bắt đầu tiết lộ mục đích của các con với sự rõ ràng và chính xác. Các con sẽ không còn đi trong sự mơ hồ. Các con sẽ đi với sự tự tin, biết rõ nơi ta đang dẫn dắt các con. Những cánh cửa từng đóng kín sẽ mở ra và các cơ hội mới sẽ xuất hiện. Các con sẽ bước vào một mùa gặt hái, nơi các con có thể thấy kết quả từ công sức của mình và biết rằng mình đang ở đúng chỗ mà mình cần ở. Đây là mùa của sự sắp đặt thần thánh, nơi các bước chân của các con được ta sắp đặt và mọi thứ bắt đầu hòa hợp lại. Hãy nhớ, linh hồn yêu dấu, rằng điều này không chỉ là về 40 ngày tới. Những ngày này là một bước ngoặt, một sự can thiệp thần thánh sẽ thiết lập sự thay đổi bền lâu trong cuộc sống của các con. Những phép lạ các con sẽ trải nghiệm lúc này là dấu hiệu của những điều lớn lao hơn đang đến. Khi các con chứng kiến sự hiện diện và quyền năng của ta trong cuộc đời mình, đức tin của các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và các con sẽ được chuẩn bị cho những điều vĩ đại hơn nữa. Ta đang chuẩn bị các con cho mùa gặt, mùa của sự dư dật và mùa của sự viên mãn. Phép lạ này chỉ là khởi đầu của điều gì đó lớn lao hơn. Khi các con bước qua 40 ngày này, hãy nắm giữ vững niềm tin, giữ ánh mắt hướng về ta và tin tưởng vào thời điểm của ta. Hãy biết rằng ta luôn đồng hành với các con trong mỗi bước đi và sẽ không bao giờ rời bỏ hay quên các con. Ta sẽ tuôn đổ thần khí của ta trên các con và các con sẽ trải nghiệm lòng tốt của ta theo những cách mà các con chưa bao giờ tưởng tượng được. 40 ngày này sẽ là thời gian của những phép lạ và các con sẽ chứng kiến điều không thể trở thành có thể. Chương tiếp theo trong cuộc đời của các con đang mở ra ngay lúc này. Và nó sẽ là một chương đầy phước lành, ân sủng và những sự đột phá kỳ diệu. Giờ đây là lúc linh hồn yêu dấu, các phép lạ đã trên đường đến. Hãy chuẩn bị trái tim mình, mở rộng tinh thần của các con và đón nhận sự sung mãn mà ta sắp tuôn đổ vào cuộc sống của các con. Đây là khoảnh khắc của các con. 40 ngày này là khởi đầu của một điều gì đó huy hoàng. Đừng sợ, vì ta ở với các con. Đừng nghi ngờ, vì ta trung tín. Và đừng chần chừ, vì thời điểm của ta là hoàn hảo. Hãy quan sát và chứng kiến những điều kỳ diệu được tiết lộ. Đây chỉ là khởi đầu. Điều tuyệt vời nhất vẫn đang chờ đợi. Hãy hiểu điều này, con yêu dấu, phép lạ của ta không đến vì các con hoàn hảo, mà vì ta trung tín. Niềm tin của các con vào ta, sự sẵn lòng vâng lời và tin tưởng vào những lời hứa của ta đã đặt các con vào vị trí để nhận được những phước lành bất ngờ của ta. Khi ta hành động trong cuộc sống của các con, ta sẽ làm những điều đúng đắn đã bị lệch lạc quá lâu. Nơi nào có sự thiếu thốn, sẽ có sự dư dật. Nơi nào có bệnh tật, sẽ có sự chữa lành. Nơi nào có nỗi buồn, sẽ có niềm vui. Và nơi nào có sự hoang mang, ta sẽ mang lại sự rõ ràng. Tình huống của các con không quá khó khăn với ta. Ta sẽ hành động bất ngờ. Các con sẽ không phải chờ đợi lâu để thấy bằng chứng về quyền năng của ta. Vì ta là Chúa, và khi ta phán, mọi sự sẽ xảy ra.
ta đang mang đến một sự thay đổi trong cuộc sống của các con mà các con sẽ cảm nhận ngay lập tức, và các con sẽ biết rằng đó là ta đang hành động vì các con. Phép lạ mà các con cần đã được khởi động. Hãy tin rằng ta đang làm việc phía sau hậu trường, sắp xếp mọi điều chỉ dành cho các con. Các con không cần phải cố gắng hay tranh đấu, các con chỉ cần đón nhận những gì ta đang gửi. Phép lạ này sẽ không phải là điều nhỏ nhặt. Không, con yêu dấu, nó sẽ là một phước lành làm thay đổi cuộc sống. Những điều tưởng chừng không thể trong cuộc sống của các con sẽ đột ngột thay đổi công việc của các con, sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính. Tất cả những gì các con đã dâng lên ta trong lời cầu nguyện sẽ được bàn tay quyền năng của ta chạm đến. Trong những ngày tới, các con sẽ thấy rằng không có gì là quá khó với ta. Ta sẽ cung cấp cho các con theo những cách mà các con chưa bao giờ nghĩ đến, và ta sẽ mở những cánh cửa mà các con tưởng đã đóng kín mãi mãi. Dòng chảy đang xoay chiều có lợi cho các con. Phép lạ mà các con chờ đợi đã đến. Ta chúc phúc cho các con ngay lúc này bằng những phép lạ bất ngờ sẽ xảy ra nhanh chóng. Ta chúc phúc cho các con với sự thay đổi trong hoàn cảnh, nơi mọi thứ bắt đầu hòa hợp với ý muốn của ta cho cuộc sống của các con. Đức tin của các con sẽ được củng cố, và niềm vui của các con sẽ được khôi phục. Các con sẽ thấy sự tốt lành của Chúa trong vùng đất của những người sống và sẽ làm chứng về sự trung tín của ta cho tất cả những ai muốn lắng nghe. Ta chúc phúc cho các con với sự bảo đảm rằng thời điểm của ta là hoàn hảo và những phép lạ bất ngờ này sẽ xảy ra theo kế hoạch hoàn hảo của ta. Chúng sẽ diễn ra đúng thời điểm, mang lại phước lành lớn nhất theo những cách mà các con không ngờ tới. Đừng nghi ngờ, đừng sợ hãi và đừng do dự. Ta ở với các con và ta sẽ thực hiện mọi lời hứa mà ta đã hứa với các con. Sự chờ đợi của các con đã kết thúc. Hãy đón nhận phước lành của những phép lạ bất ngờ hôm nay. Mở rộng trái tim mình để đón nhận những điều kỳ diệu. Thời gian của các con đã đến và ta sẽ bày tỏ lòng tốt của ta với các con theo một cách mà các con chưa từng thấy. Ta yêu các con bằng tình yêu vĩnh cửu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng vì các phép lạ đang đến. Trân trọng ban phước, Cha đầy yêu thương của các con. Hãy nhớ rằng, trong 40 ngày này, phép lạ không chỉ là một sự thay đổi tạm thời, mà là sự can thiệp thiêng liêng của Chúa vào cuộc sống của bạn. Chúa sẽ thay đổi mọi thứ, từ những điều tưởng chừng như không thể đến những ước mơ và hy vọng đã bị lãng quên. Hãy tin tưởng vào Ngài, vì Ngài đang chuẩn bị một mùa gặt hái đầy ơn phước, hạnh phúc và sự viên mãn cho bạn. Phép lạ bắt đầu từ đây, và bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con của Cha, Cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ. Tình yêu của Cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để Cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt. Hãy đến với Cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về Cha. Đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay Cha. Hãy giữ vững những gì Cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần Cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì Cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ Cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, Cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi Cha bước vào cuộc sống của con,
mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào cha một lần nữa và cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của cha. Đây là nơi cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe cha bây giờ và tin vào lời của cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào cha và cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với cha. Hãy nói chuyện với cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của cha, hãy đón nhận lời cha để con có thể biết cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng cha đang ở đây. Cha thì thầm qua thánh linh của cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng cha trong cuộc đua này và cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó, con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con, ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ.
hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày, mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha, cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha. Mở trai và nghe tiếng của cha. Mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên, biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe, đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, con có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại.
Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ, nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công, con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào? Cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao. Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu, không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của cha qua linh hồn của cha. Bàn tay của cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn,
đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của cha. Hãy hỏi và cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được, càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn, phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ, lợi ích của cả thế giới, và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con. Của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm cha, con sẽ tìm thấy cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt, lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần cha, hãy lại gần cha. Cha muốn biết con nhiều hơn, cha muốn con trải nghiệm sự thật của cha, trải nghiệm sức mạnh của cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận cha, con lắng nghe cha và con chờ đợi cha khi cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con chút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng cha không bao giờ nói dối và cha không do dự ban phước cho con mỗi khi cha cảm thấy lòng mình được xúc động.
thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của cha, con đã theo sự dẫn dắt của cha, con đã lắng nghe những bài học của cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mờ mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của cha đã quyết định, tập trung vào điều này, cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm, để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con. Tình yêu vĩ đại của cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm cha. Con đã chọn mang lời của cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con. Con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.